cô mang qua xe đến cho Lâm Dụ Linh. Thưa cô chú chị và các bạn, cô đem qua xe đến cho cô Lâm Dụ Linh nhé. Vâng, cô chú anh chị thân mến, mình ốc tiêu đang quay tại nhà tiệm lo nhà của cô Lâm Dụ Linh. Thưa cô chú anh chị và các bạn, nhà của cô Lâm Dụ Linh hôm nay rất là yên ắng nha cô chú anh chị và các bạn. Trưa ngày hôm nay thì khoảng 1-2 giờ rồi cô chú anh chị rất là bình yên luôn nhé. Vừa nãy thì có một cô đem qua sang, rất là bán qua sang cho nhà tiệm lon để cúng gầm, cúng gầm cũng như là cúng cầu Lâm Dụ Linh nhé cô chú anh chị và các bạn. Vâng, cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì cậu Lâm Dụ Linh mất nay cũng được cả năm rồi cô chú anh chị và các bạn. Chưa 10-11 tháng thôi các bạn, nhưng mà cái sự ảnh hưởng của cậu Lâm Dụ Linh đến quý vị khán giả, đến quý vị khán giả rất là lớn nha. Con chó của cô Lâm Dụ Linh dừng ra bên nhà. Chó của Lâm Dụ Linh nhìn ra đường nhé cô chú anh chị và các bạn. Chó của Lâm Dụ Linh, chó của con chó phần năng gửi lên nuôi từ nhỏ tới giờ đó các bạn, nó rất là quen luôn nhé, nó rất là quen luôn nhé các chú chị và các bạn. Vâng, nhà cô Lâm thì bây giờ rất là bình yên nhé cô chú anh chị và các bạn. Vừa nãy thì có cô đem qua xem, rất là đẹp luôn. Chắc người nhà mua thì cũng gầm đó cô chú anh chị và các bạn, rất là đẹp luôn nhé. Cũng cái đó mà đem lên bàn thờ cậu Lâm Dụ Linh á, rất là trang trọng và quý phái nhé cô chú anh chị và các bạn. Vâng, cô chú anh chị và bạn thân mến, theo video clip phụ ốc tiêu thì nhớ đăng ký cho kênh ốc tiêu, một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ nhé, để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Cho nên là bông họ bây giờ là phải lên xin lỗi anh ca sĩ Nguyễn Vũ với mẹ của anh Nguyễn Vũ nha cả nhà. Thì em cũng cảm ơn cô chị đó em nha. Vâng, cô chú anh chị thân mến, thì mấy vừa nay bước xuất cái vụ mà anh Nguyên Vũ với cô Hậu đó, mọi chuyện đã êm xuôi rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Chị không lo cũng đã vui vẻ trở lại, êm xuôi rồi nhé. Vâng, rất mong cô chú anh chị vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà ảnh hưởng đến cái sự hâm mộ của cậu Lâm Dụ Linh cũng như là chị Hồng Loan nhé. Cái con người mà có lúc này lúc khác nhé cô chú anh chị và các bạn, con người có lúc này lúc khác, nói chung là rất là may mắn khi chị Hồng Loan có nhận cái vệ sĩ như ốc tiêu, như những anh em khác nhé. Chỉ là bảo vệ chị Hồng Loan ở ngoài thôi cô chú anh chị và các bạn, nhưng mà ốc tiêu nói riêng nha, ốc tiêu cảm thấy như là hạnh diện dữ lắm khi bảo vệ chị Hồng Loan như vậy nhé. Vâng, cô chú anh chị thân mến, thì
Nhà chị em lo bây giờ rất là bình yên nhé, cô chú anh chị và các bạn. À, người đi qua đó đều nhìn vô nhà chị Hồng Loan. Chắc họ cũng muốn vô hết nha cho chị Hồng Loan. Xin lỗi, hết nha cho cậu Nam Vũ Linh. Nha, người ta cũng ngại đó cô chú anh chị và các bạn. Vừa nãy Ốc Tiêu có lưỡi lời mong cô chú anh chị và các bạn hãy tha thứ cho Ốc Tiêu nha. Ốc Tiêu lưỡi lời. Vâng, cô chú anh chị thân mến, đây là nhà của cậu Nam Dù Linh, nhà của chị Hồng Lo các bạn. Cô chú anh chị và bạn thân mến, giờ bà nắng quá Tiêu con qua bạn quay cho cô chú anh chị và bà cùng xem được. Chị đứng ở đối diện quay cho cô chú anh chị và bà cùng xem. Hình như ở trước nhà chị Hồng Loan đã chặt một cái cây rồi cô chú anh chị và các bạn. Nhà của con Nam Vũ Linh thì khá là bình yên trong phút này nhé. Nhà chị Hồng Loan thì mở cửa bán đó cô chú anh chị và bạn lúc 8 giờ và kết thúc lúc 21 giờ mỗi ngày nhé cô chú anh chị và bạn, luôn ngày tại chủ nhật luôn chị Hồng Loan dẫn bán luôn cô chú anh chị và các bạn. Shop của chị Hồng Loan thì có số tài khoản ở bên ngoài, có số tài khoản bên ngoài và có số điện thoại bên ngoài nhé. Cô chú anh chị đến số 5 Đoạn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để mua hàng giúp chị Hồng Loan nhé cô chú anh chị và các bạn. Vâng, cô chú anh chị và bạn thân mến, video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Anh bùm bùm chồng của anh Phương.